Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Khi ấy vua Hê-rô-đê nghe nói về Chúa Giêsu vì danh tiếng người đã lẫy lừng. Có kẻ nói Gioan Tẩy Giả đã từ cõi chết sống lại nên ông đã làm những việc lạ lùng. Kẻ khác bảo đó là Ê-li-a, kẻ khác lại cho rằng đó là một tiên tri như những tiên tri khác. Nghe vậy Hê-rô-đê nói đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại. Vì chính vua Hê-rô-đê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hê-rô-đi-a-đê, vợ của Phi-líp-pê anh vua mà vua đã chiếm lấy. Vì Gioan đã bảo Hê-rô-đê, nhà vua không được phép cướp vợ của anh mình. Phần Hê-rô-đi-a-đê, nàng toan mưu muốn giết ông nhưng không thể làm gì được vì Hê-rô-đê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất thân vân nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật của Hê-rô-đê, khi nhà vua thiết điệt các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilea, thì con gái của nàng Hê-rô-đi-a-đê tiến vào nhảy múa làm đẹp lòng Hê-rô-đê và các quan khách. Vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng, con muốn gì dù là nửa nước, trẫm sẽ cho. Và vua thề rằng, con xin bất cứ điều gì, trẫm cũng cho. Cô đã hỏi mẹ, con xin gì? Mẹ cô đáp, xin đầu Gioan Tẩy Giả. Cô liền vội vàng trở vào xin vua, con muốn Đức Vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa. Vua buồn lắm nhưng vì lời thề và vì có các quan khách nên không muốn làm thiếu nữ đó buồn. Và lập tức vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan và đặt trên đĩa trao cho cô thiếu nữ và cô ta đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa anh chị em, bài tin mừng này chúng ta vừa nghe không phải là bài tin mừng tường thuật về cuộc khổ nạn tử đạo của Gioan bị chém đầu, mà là cái cớ để nhắc lại về cái sự kiện đó. Nhưng bài tin mừng hôm nay nhấn mạnh vào cái gì? Nhấn mạnh vào cái sự áy náy và bất an của Hê-rô-đê, là cái ý chính là lúc bây giờ danh tiếng của Chúa Giê-xu lẫy lừng và người ta bắt đầu người ta nghĩ về Chúa thế này thế kia. Người thì nói là Gioan Tẩy Giả sống lại, kẻ khác lại bảo không, Ê-li-a, kẻ khác lại bảo Giê-rê-mi-a hay là một tiên tri nào đó. Thế còn ông vua Hê-rô-đê là sao? Ông ta nghe tiếng và ông ta bắt đầu bị phân vân. Ông ta nói, à, Gioan đấy, chính cái ông này chấm đã chém đầu. Anh chị em rất thân mến, cùng một sự kiện về danh tiếng của Chúa Giê-xu, nhưng mỗi người nhìn bằng một lăng kính khác nhau và mỗi người đánh giá khác nhau. Chúng ta cũng vậy, mỗi một người trong chúng ta cùng một việc chúng ta làm và người ta có quyền đánh giá chúng ta theo cái lăng kính của họ. Do vậy, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta và tôi suy nghĩ ba yếu tố này. Trước hết, anh chị em đừng bao giờ gọi là ảo tưởng rằng khi việc chúng ta làm luôn luôn mọi người ủng hộ. Chúng ta nhớ cái điều này. Chúng ta cứ thích người ta ủng hộ và cứ thích người ta vỗ tay, nhưng mà không có như vậy đâu. Dù chúng ta làm tốt thế nào cho nữa, vẫn có kẻ nói xấu và vẫn có kẻ xuyên tạc. Lạ đời như vậy nữa. Miệng người, lòng người làm sao biết được. Và khi người ta đánh giá, người ta có cái tiêu chuẩn của người ta, có thể là sự ghen tị, có thể tự tức bực, có thể sự hiềm thù, có sự báo thù, người ta suy nghĩ chuyện của người ta. Vì thế chúng ta đừng có ảo tưởng rằng mọi người đều ủng hộ chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Và thì chúng ta hôm nay và nhiều người lắm, cứ nhiều khi mình làm rất là tốt, lương tâm của mình làm là rất là tốt, thế đến khi người ta xuyên tạc vu khống nói xấu chúng ta, sụp ùm một cái luôn, coi có nhiều khi là suy sụp luôn cả tinh thần luôn. Vì cái hậu quả nó và cái vấn đề gì là bởi chúng ta ảo tưởng. Do đó tin mừng hôm nay dạy cho chúng ta rằng chúng ta đừng ảo tưởng về đánh giá của con người. Người ta đánh giá quyền của người ta, đó là điểm thứ nhất. Thứ hai là dù người ta đánh giá thuận lợi hay không thuận lợi thì vấn đề được đặt ra là
lương tâm của chúng ta bình an và ngay thẳng thì cứ sống bình an. Đừng tìm tiếng khen của người đời, đừng vội để cho người khác, người ta vỗ tay chúng ta, người ta vỗ tay chúng ta hôm nay, người ta mai người ta đạp chúng ta xuống. Và cái vấn đề phần thương lớn nhất là bình an trong tâm hồn. Và chúng ta cứ sống lương tâm của chúng ta ngay thẳng, sự bình an của chúng ta là phần thưởng cho chúng ta. Và sự bình an đó là gì? Sự bình an đó là sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn của chúng ta. Vì thế hôm nay anh chị em luyện tập cho mình sống lương tâm ngay thẳng. Và bất cứ ai sống lương tâm ngay thẳng một cách chân chính, chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc trong tâm hồn của chúng ta. Và điều thứ ba nữa là đôi khi có những lúc mà chúng ta trở thành nạn nhân của một sự gọi là chân lý của điều tốt lành. Herode, xin lỗi, Gioan hôm nay nói với Herode là kẻ cầm quyền đó, là kẻ có thế lực đó, ông không được phép cướp vợ của anh mình. Vợ đó là gì? Cái bà Herodiade. Bà ta có đứa con riêng, là có cô gái này. Nhân cái dịp mà ông vua, ông ăn sinh nhật, thế là nó vào nó nhảy múa. Nó nhảy múa xong rồi ông ta lỡ miệng, ông ta hứa: ơi con ơi, trong lúc chén tạc chén thù, tức là mở tiệt mắt rồi, bắt đầu hứa quậy, con xin nửa nước cũng cho. Có một cái điệu vũ thôi mà cho nửa nước. Thì cái ông vua này cũng quá là lạ lùng. Ta gọi nó là nó mờ tiệt mắt đi rồi. Nó đâu có xin nửa nước, nó xin cái đầu Gioan cày giả. Là bởi vì tại sao? Để bịt miệng cái ông này về cái tội thông dâm của mẹ nó. Và nhiều khi cái cơ hội này, cơ hội kia mà nó đến thì người ta tìm cách trả thù. Anh chị em, chúng ta đôi khi cũng là nạn nhân của một chân lý. Đừng buồn, bởi vì chính Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, Ngài sống điều Thiên Chúa Cha muốn, và Ngài đã chết trên thập giá là sự trả thù của những kẻ triệt hạ Ngài, tìm cách muốn giết Chúa, bởi vì Chúa sống điều Chúa Cha dạy. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết luôn luôn làm chứng cho Chúa bằng chính cái đời sống tốt lành đẹp của chúng ta. Và khi chúng ta sống tốt đẹp, có thể đôi khi kẻ làm hại chúng ta, kẻ làm chúng ta khổ, họ thấy chúng ta kiên vững, họ thấy chúng ta sống đàng hoàng, dù họ không nói ra bên nào ngoài, nhưng trong thâm tâm của họ, họ bị cắn rứt. Giống như Herode hôm nay. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn luôn sống chân lý ấy, để rồi chúng ta làm chứng cho Chúa như là ngọn đèn soi sáng giữa trong đêm tối tội lỗi của thế giới hôm nay. Và như thế chúng ta trở thành là con cái của ánh sáng, là chứng nhân của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.